JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, hôm nay em cũng làm một cái video clip nhanh để giới thiệu đến các bác những cái sản phẩm đầu giải mã Epic Audio mà bên em cũng vừa về xong ạ. Vâng, gồm 2 mẫu làm Epic Audio DAC X6 ạ, và một cái Epic Audio DAC X3. Thì đây là hai cái mẫu sản phẩm mà bên em vừa về xong để giới thiệu đến các bác biết là bên em đã nhập một số mặt hàng về. Thì bên em cũng đang nhập một số đây ạ. Bên em để đây là review. Đây toàn bộ là sản phẩm mới bên em nhập chính hãng Trung Quốc và bảo hành 1 năm. Vâng, quay trở lại những cái nhân vật chính bên em đã bày trước mặt đây ạ. Vâng, thì về cái vấn đề cái đầu giải mã Epic Audio DAC X6 thì có hai cái mã, đó là mặt đen và mặt trắng. Vâng, đây là đều X6 hết ạ. Nhưng được sở hữu hai cái mặt từ trước khác nhau. Đây là dùng cho bác nào là thích màu trắng hoặc là dùng cho bác nào thích màu đen. Về cơ bản chất âm thì là giống nhau, chỉ là cái hình vẻ bề ngoài thôi ạ, khác nhau một chút. Nhiều bác có những bộ dàn karaoke màu trắng thì các bác nên chọn trắng để cho nó đồng tông. Các bác nào dàn đen thì các bác chọn đen cho nó, nói chung là nó đa dạng. Còn thì bên em cũng đang kết hợp với cái đầu giải mã X6 đây ạ. Vâng, bên em đang chạy nhạc trực tiếp. Đây này, bên em đang test nhạc trực tiếp đây ạ. Vâng, để nói cái đầu giải mã X6 tới X3 này, bên em đã làm so sánh rất là nhiều ở các video khác để so sánh cái chất âm mà không đi qua đầu giải mã và có đi qua đầu giải mã, nó khác nhau rất là nhiều. Vâng, thời đại công nghệ số mà chúng ta lấy nhạc từ trên YouTube xuống thì chất âm bị nén rất là nhiều. Một bài hát bị nén, đa số là bị nén mà nghe được cái trực tiếp từ YouTube thì nó không được hay. Vì thế chúng ta phải cần những thiết bị hỗ trợ. Thì đây em giới thiệu được cái thiết bị hỗ trợ, đó là cái đầu giải mã để nó xử lý các giải âm nó bị nén và được giải nén ra ở chế độ cao nhất. Khi mà được giải nén xong, đầu đi qua cái đầu giải mã, sau đó đưa xuống thiết bị phát ra âm thanh gồm vang hay là âm ly thì được kích khuếch đại rất là nhiều. Thế là cái vấn đề mà nhà sản xuất đã đưa ra và thiết kế ra một cái đầu giải mã thế hệ mới để cho chúng ta thích hợp với cái thời đại công nghệ số. Vâng, thì đây em cũng bày 3 mẫu trước mặt các bác đây. Vâng, bác nào có xem kênh YouTube và theo dõi thì các bác muốn sở hữu cái sản phẩm mã nào thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Và đặc biệt là bên em ship code toàn quốc nhé, nhận hàng thanh toán. Shop của JK Audio thì ở Long Biên, Hà Nội. Vâng, bác nào ở gần Long Biên cũng có thể đến trực tiếp với JK để trải nghiệm và sở hữu. Vâng, về cái đầu giải mã X3 thì cái hiệu suất cho ra chất lượng âm thanh thì cũng tương đương nhau với X6, nó chỉ là nhỏ hơn thôi ạ. Nhỏ hơn thôi, tức là phù hợp với những bác nào còn kinh tế không cho phép thì chúng ta có thể sở hữu được cái X3. Vâng, kinh tế bác nào cho phép thì các bác sở hữu X6. Đây là cái sự lựa chọn, là nhiều sự lựa chọn cho từng bác khách hàng một. Đặc biệt có một cái khác ở X3 và X6 thì X3 nó có cái nút nguồn, có cái công tắc nguồn tắt mở, nhưng X3 lại không có. X3 nó đi trực tiếp. Đây là có mỗi sự khác nhau đấy thôi ạ. Đây công tắc nguồn đấy ạ. Đấy, còn bên này không có. Và X3 cũng không có chế độ chọn chế độ. Đúng rồi, không có chọn chế độ.
nó chỉ có là đường vào cổng quang và đường vào USB. Còn chế độ nó tự kích hoạt, còn X6 nó có chọn chế độ. Đây đây em lấy cái đèn này cho rõ. Cổng quang USB này, cái này dưới này thì chúng ta không cần vì nó không sử dụng. Đấy thì nó chỉ khác nhau ở hai cái chế độ. Chất âm thì là như nhau. Đây là cái mà bên em cũng test rất là nhiều. Vâng, bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm chất nhạc đi qua đầu giải mã thế ạ. Rồi chúng ta cùng xem màn trình diễn. Vâng, sau đây xin phép được dừng video và hẹn tất cả các bác vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, sắp cùng thì chúc tất cả các bác một miền Tổ quốc sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.